Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, chuẩn bị có những ngày nghỉ và khí hậu rất đẹp. Dạ đúng Phạm rồi. Hoàng Dung, dạ, khí hậu rất là đẹp. Chúc cho quý vị có những giờ phút thoải mái bên bạn bè với con cháu. Các cháu đã trở lại đi học và đây có thể nói là weekend đầu tiên trong ngày trở lại trường. Mời quý vị theo dõi một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin chính như sau. Đuổi xong diều hâu John Bolton, Tổng thống Donald Trump muốn gặp Tổng thống Iran ngay trên đất Mỹ. Tổng thống Trump hoãn tăng thuế hàng Trung Quốc. Canada lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong vòng có 3 tháng. Và sau đây mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đầu về Hoa Kỳ với Hoàng Dung. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên về Hoa Kỳ cho biết, đuổi xong diều hâu John Bolton, Tổng thống Trump muốn gặp Tổng thống Iran ngay trên đất Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, Tổng thống Trump sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran là ông Hassan Rouhani ngay tại New York, mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoại trưởng Pompeo trả lời khi được hỏi khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York sau cuộc gặp Đại hội đồng vào cuối tháng 9 này. Ông Pompeo nói, Tổng thống đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp ông Rouhani mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố được đưa ra vào hôm 10 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi ông John Bolton, người thường bị chỉ trích là diều hâu vì có quan điểm cứng rắn với Iran, đã bị Tổng thống Trump sa thải khỏi ghế Cố vấn An ninh Quốc gia. Và thưa quý khán thính giả, bản tin cho biết tiếp là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chiến lược gây áp lực tối đa nhằm ngăn chặn mọi tiến bộ của Iran trong chương trình hạt nhân và tên lửa bằng các biện pháp ngoại giao cũng như trừng phạt kinh tế. Ông Brian Hook là một đặc phái viên của Hoa Kỳ về hồ sơ Iran hồi tuần trước đã cảnh báo là Mỹ sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt nhắm vào đất nước này. Ông nói, việc loại bỏ John Bolton khỏi chính quyền cho thấy chiến lược gây áp lực tối đa của Mỹ đã thất bại trước sự kháng cự của Iran. Cách đây vài tháng, chính miệng ông John Bolton đã nói là Iran sẽ chỉ còn tồn tại được vài tháng mà thôi. Giờ thì chúng tôi vẫn còn đứng sờ sờ ở đây, còn ông ta thì bị mất dạng. Đó là lời nói của phát ngôn viên chính phủ Iran, ông Ali Rabiel đã mỉa mai trên Twitter trước thông tin ông Bolton bị sa thải. Ông Rabiel đã cho rằng sau sự ra đi của người chủ xứng chiến tranh và khủng bố kinh tế bằng nghĩa là hăng máu nhất của Tòa Bạch Ốc, thì giờ đây Tòa Bạch Ốc sẽ gặp ít trở ngại hơn trong việc tìm hiểu tình hình thực tế của đất nước Iran. Và phản ứng của Iran thế nào trước tin mà Tổng thống Trump sa thải ông John Bolton? Thưa quý vị, khi được một phóng viên Mỹ hỏi về việc ông John Bolton đã bị sa thải, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif cho biết, ông không có nhã hứng bình luận về các vấn đề nội bộ của Mỹ. Tổng thống Trump đã đột ngột sa thải ông John Bolton trong bối cảnh ông này đã liên tục mâu thuẫn với các quan chức khác về cách xử lý các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, Iran, Afghanistan và Nga. Trong các tuyên bố trên Twitter, cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đều nói họ đã nhiều lần bất bình với ông John Bolton trong các vấn đề trên. Giới quan sát nhận định, việc hòa đàm bí mật giữa Mỹ và Taliban tại Afghanistan đổ vỡ vào phút chót là giọt nước tràn ly, dẫn tới việc ông John Bolton đã bị sa thải. Một tin cũng liên quan đến Tòa Bạch Ốc, đó là bản tin nói về thêm một phụ tá ở Tòa Bạch Ốc từ chức. Bản tin cho hay là một phụ tá khác của Tòa Bạch Ốc vừa từ chức. Tổ chức bất vụ lợi do ông đồng sáng lập đã loan báo như vậy hôm 11 tháng 9 vừa qua. Quan chức này từng cương quyết cho rằng khí thải carbonic CO2 tốt cho hành tinh và đã nỗ lực thành lập một ủy ban chất vấn các phương pháp khoa học về khí hậu dùng trong các phúc trình quân sự và tình báo của Mỹ. Ông William Harper là giáo sư vật lý đã hồi hưu của trường đại học Princeton. Ông đã nỗ lực thành lập một ủy ban của Hội đồng An ninh Quốc gia để chất vấn khoa học dùng trong các
phúc trình cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra tạo nên những nguy cơ về an ninh quốc gia. Ông Harper và những người khác trong hội đồng này đã bắt đầu các công đoạn để thành lập ủy ban vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, thiếu sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nên ý tưởng đã bị đình hoãn lại. Lãnh đạo của ông Harper tại Hội đồng An ninh Quốc gia chính là ông John Bolton, người vừa bị Tổng thống Donald Trump cách chức hôm 10 tháng 9 vì những bất đồng về chính sách đối với Triều Tiên, Iran, Afghanistan. Ông John Bolton ủng hộ ủy ban của ông Harper và cố gắng thuyết phục các giới chức quân đội và tình báo rằng đây là một ý tưởng hay. Và dĩ nhiên, như chúng ta vừa nghe ở bản tin đầu, ông John Bolton đã bị kick out, tức là đã bị đuổi khỏi tòa Bạch Ốc. Thì làm sao mà ông Harper có thể sống sót, có phải không thưa quý vị? Cho nên là boss mình ra đi thì tùy viên cũng ra đi thôi, đó là chuyện bình thường. Và Tổng thống Trump đang tìm người thay thế ông John Bolton. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cứu xét 5 người có khả năng rất cao để thay thế ông John Bolton trong chức vụ Cố vấn An ninh Quốc gia. Phát biểu với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói ông John Bolton, người đã bị ông cách chức bất thình lình vào ngày 10 tháng 9, đã phạm một số sai lầm, trong đó có việc xúc phạm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bằng cách yêu cầu ông Kim theo mẫu hình của Libya và giao nộp tất cả vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump nói, có nhiều người muốn thay thế vị trí của ông John Bolton. Tổng thống nói, có 5 người tôi xem như là có khả năng rất cao. Tuy nhiên thì Tổng thống không nêu tên ai. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng tôi sẽ loan báo vào tuần tới. Chúng tôi có một vài người có khả năng rất cao. Về thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh hoãn tăng thuế hàng của Trung Quốc. Bản tin nói Tổng thống Donald Trump vừa chấp thuận hoãn tăng thuế 250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc trong 2 tuần theo yêu cầu của Bắc Kinh. Bản tin nói rằng chúng tôi đã chấp thuận như một cử chỉ thiện chí để rời việc tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ Mỹ kim hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng Twitter như vậy hôm 11 tháng 9. Tổng thống Trump cho biết quyết định được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc, đó là ông Lưu Hạc, đã đề nghị và căn cứ trên thực tế là Trung Quốc sắp tổ chức kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Trung Quốc trước đó thông báo miễn áp mức thuế đối với 16 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 17 tháng 9. Và đây là một động thái hòa giải trước các cuộc đàm phán cấp cao song phương tại thủ đô Washington vào tháng 10 để giải quyết chiến tranh thương mại. Tuy nhiên thì danh sách sản phẩm được miễn thuế mới không bao gồm các mặt hàng nông sản có giá trị lớn của Mỹ như là đậu nành, thịt heo và một số các sản phẩm khác nữa. Và sau đây mời quý khán giả nghe tiếp với Hoàng Dung để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái bản tin mà Mai Tuấn vừa gửi tới quý vị. Và kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc công bố các sản phẩm được miễn thuế kể từ khi nước này áp thuế với hàng nhập khẩu của Mỹ từ tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Văn phòng Đại diện Thương mại của Mỹ đã công bố 6 vòng miễn thuế đối với 34 tỷ Mỹ kim hàng của Trung Quốc kể từ tháng 12 năm ngoái. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài hơn một năm, với những đòn thuế ăn miếng trả miếng khiến cho cả hai nền kinh tế đều chịu thiệt hại. Các đòn thuế mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới trong cuộc chiến tranh thương mại. Giới quan sát nhận định, các cuộc đàm phán sắp tới khó tạo đột phá để chấm dứt thương chiến. Cũng tin liên quan đến vấn đề thương chiến Mỹ và Trung Quốc, nhiều công ty Mỹ ngày càng ngại đổ thêm tiền vào đất nước này. Nhiều công ty Mỹ cho biết trong năm qua đã chuyển hướng đầu tư ra khỏi Trung Quốc khi bị giảm doanh thu do thuế nhập khẩu. Khảo sát công bố như vậy cho biết hôm 11 tháng 9 vừa qua của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cho thấy là hơn 1/4 các công ty tham gia cho biết đã chuyển hướng đầu tư. Tỷ lệ này tăng gần 7% so với thời kỳ năm ngoái. Các ngành công nghệ, phần cứng, phần mềm và công nghiệp dịch vụ có mức độ thay đổi điểm đến cao nhất. Nhiều doanh nghiệp Mỹ cho biết việc bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc khiến họ cảm thấy khó kinh doanh.
Khoảng 56% công ty cho biết việc lấy giấy phép tại đây không dễ dàng. Khi được hỏi về kết quả khả thi nhất của đàm phán thương mại, thì có tới hơn 40% các công ty cho rằng được tăng tiếp cận thị trường Trung Quốc sẽ là yếu tố quan trọng nhất giúp họ kinh doanh thành công. 28% lại quan tâm hơn đến việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đó là những trở ngại mà cũng một phần do vấn đề thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc đang xảy ra đã khiến cho nhiều công ty Mỹ gọi là chậm chạp lại cái việc đầu tư, hay có thể nói như bản tin cho biết là họ di chuyển ra khỏi đất nước Trung Quốc. Và viễn vọng bi quan là lý do chính đưa đến việc ngại đầu tư thêm vào Trung Quốc. Bản tin cho biết thêm, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng, đem lại doanh thu khổng lồ cho các công ty của Mỹ. Tuy nhiên, thuế trả đũa từ cả hai nước đang khiến cho việc kinh doanh của doanh nghiệp của Mỹ ảnh hưởng. Khoảng một nửa công ty trong khảo sát cho biết, doanh thu đã giảm do thuế nhập khẩu tăng. 1/3 ghi nhận mức giảm này vào khoảng từ 1-10%. Mức độ bi quan cũng cao hơn. Khoảng 21% cảm thấy kém lạc quan về triển vọng kinh doanh năm nay, một phần là do kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Khảo sát cũng cho thấy, các doanh nghiệp của Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khoảng 35% doanh nghiệp cho rằng căng thẳng sẽ còn tiếp diễn trong từ 1-3 năm tới. Gần 13% dự đoán khoảng thời gian này là từ 3-6 năm. Thậm chí 17% tin rằng nó sẽ kéo dài vô thời hạn. Vì triển vọng đạt thỏa thuận thương mại năm nay rất mờ mịt, cho nên năm 2019 sẽ là một năm khó khăn. Nếu như tình hình này còn duy trì sang năm tới, thì năm 2020 sẽ còn tệ hơn. Báo cáo để kết luận cho biết như vậy, thưa quý vị. Một bản tin khác về eo biển Đài Loan. Bản tin cho hay là Canada vừa đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong vòng chỉ có 3 tháng. Hôm thứ Ba vừa qua, ngày 10 tháng 9, bản tin cho biết là một trong những tàu chiến của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan có nhiều nhạy cảm. Theo bản tin hôm 11 tháng 9 của tờ South China Morning Post, chuyến đi của con tàu đã diễn ra ở thời điểm đã 3 tháng kể từ một hoạt động tương tự và giữa lúc quan hệ đang căng thẳng giữa Bắc Kinh và chính quyền Ottawa, Canada về một loạt các vấn đề ngoại giao gai góc. Bản tin của tờ South China Morning Post đã nói như vậy. Những chuyến tàu đi qua như vậy thường làm cho Bắc Kinh khó chịu, nổi giận. Họ tuyên bố là đảo Đài Loan dân chủ và tự trị là một phần thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Vào hồi tháng 4 thì Bắc Kinh đã lên án quyết định của Pháp đưa tàu khu trục qua eo biển này, gọi đó là việc làm bất hợp pháp, và họ cũng khó chịu về việc các tàu hải quân của Hoa Kỳ đi qua trên chính tuyến đường thủy này. Vẫn theo tờ South China Morning Post thì chính phủ Canada cho biết là tàu khu trục có tên là HMCS Ottawa đã đi qua eo biển Đài Loan hôm ngày 9 và 10 tháng 9 vừa qua. Hải quân Hoàng gia Canada không thực hiện điều được gọi là hoạt động vì tự do hàng hải nhằm thách thức các tuyên bố về lãnh thổ của các quốc gia khác, và việc tàu của Canada đi qua eo biển này đã tuân theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đó là lời tuyên bố của Hải quân Canada qua một bản phúc trình đã được tờ South China Morning Post dẫn lại. Hồi tháng 6 vừa qua thì hai chiếc tàu Canada khác cũng đã đi qua eo biển ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc, nhưng Canada phủ nhận chuyện họ có ý định đưa ra bất kỳ quan điểm chính trị nào trong vấn đề này. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin liên quan đến một vụ đâm chém ở Tallahassee ở Florida làm cho 6 người bị thương. Sở cảnh sát Tallahassee nói rằng một nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi đâm chém nhiều người ở đại lý vật liệu xây dựng Tri Industry trong khu công nghiệp Maryland Circle ở phía tây bắc thủ phủ của bang Florida. Cảnh sát nói nhiều nạn nhân đã bị đâm được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bệnh viện Tallahassee Memorial cho biết họ đã tiếp nhận 6 người bị thương từ vụ đâm chém này. Người phát ngôn của bệnh viện nói rằng các bệnh nhân này đang được bệnh viện chăm sóc đánh giá tình trạng, nhưng không cho biết thêm thông tin vào thời điểm này. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 8 giờ 37 phút sáng vào ngày 11 tháng 9.
Maryland Circle là một khu công nghiệp ở phía tây bắc thủ phủ Tallahassee của bang Florida, thưa quý vị. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau 10 phút thông tin thương mại ngắn, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới với những tin chính sau đây. Ngoại trưởng Đức nói, tôi sẽ tiếp tục gặp các nhà hoạt động Trung Quốc. Cuba đang phải đối mặt với việc thiếu hụt nhiên liệu vì bị Hoa Kỳ trừng phạt.